Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan và Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Vâng, ở tập trước thì mình cũng đã quyết định một cái vấn đề là mình muốn thử xem một cái cảm giác của anh em khi tô màu bản đồ thì nó vui hay là như thế nào. Thực sự thì mình thấy nó chẳng có cái gì vui lắm cả. Tuy nhiên mình cũng muốn thử sức mạnh của mình với các cái faction khác. Ví dụ như thằng em Đông La Mã này. Và nó là thằng mạnh nhất của chúng ta hiện nay đúng không? Mình muốn biết xem nào. Xem là nó mạnh đến đâu. Mình muốn biết xem nó mạnh đến cỡ nào mà nó dám hổ báo với mình. Rồi, nhưng mà tình hình cũng không có vấn đề gì lắm nên mình phải xem đã. Tập trước thì mình đã có để một cái quân đoàn ở giữa đất của nó như này và mình buộc phải chiếm cái tỉnh này để lấy chỗ ở, không thì mình chết toi luôn. Bây giờ phía bắc này thì bị nó chiếm rồi. Bây giờ mình có một cái thằng đồng minh là thằng này. Nó chiếm đất của thằng Đông La Mã đây rồi. Nó khôi phục thì đúng hơn. Đây nữa. Cũng tốt. Để đấy. Mình sẽ chiếm lại vùng này. Mình rất thích cái bộ quân này. Đây, quân Disarcher, cung thủ bắn rất tuyệt và bọn lạc đà này rất tuyệt luôn. Mình tiếc là mình chưa tuyển được cái thằng này, khá là mạnh đấy. Còn thằng này ơi, làm ăn được gì đâu. Tiêu diệt nó luôn. Mình đang phải chỉ an lót cái tỉnh này một xíu bởi vì là mình vừa chiếm lại của thằng em Đông La Mã và bây giờ thì châu Phi mình đã kiểm soát hoàn toàn rồi, ngoài hai cái vùng của thằng đệ này. Khu vực xứ Gô, thằng Suebi một mình nó thích theo phe của bọn phương Đông thì nó phải chết. Ở chỗ này thì nó đang bị hết lương thực này. Your orders. Fleet reporting. Yes. Thế thì mình sẽ vây một xíu đó. Nó đang vây ở đây đúng không? Mình có một quân đoàn nữa đang đứng dưới này. Vừa đánh xong một trận đây, khi cần có thể tiếp viện. Một quân đoàn thì đang tiến xuống đây nhỉ? Đâu nhỉ? Đây. Tiến đây đã. Cái vùng này chị An đang bị tụt do bị chiến tranh tàn phá. Vùng này êm rồi, không phải lo. Cộng 9 mà lo gì. Vùng này thì ok. Tiến sau đây. Vùng này cũng ok. Ok. Nói chung là ổn. Nếu nó đã ok rồi thì chúng ta cũng không phát triển thêm làm gì cả. Cứ để nó thế. Rồi. Thằng này coi như chết. Thành này mình không biết có nên chiếm lại không hay là để cho thằng Sigo nó chiếm. Mình có đủ các quân đoàn tiến xuống đây rồi. Chiếm nó tỉnh này. Nhưng nếu chiếm được cái thành này thì khả năng bằng phòng thủ của mình rất tốt. Bởi vì nó là thành to. Mình chỉ cần xây một cái công trình nó mang, công trình phòng thủ ở đây là ok luôn. Đó, ví dụ như mình vùng này. Phá hết chưa nhỉ? Phá hết các công trình. Quần chúng hăng hái. Rồi. Có lẽ không có. Mình đang cố gắng kéo lại cái đồng số tiền này. Bây giờ thì mình âm còn 13. Mình sẽ cố gắng để thu các cái nguồn thu từ nhập này á. Thì kéo lại bởi vì một loạt những thằng nó bỏ đồng minh với chư hầu của mình thì mình sẽ bị mất rất nhiều cái nguồn thu từ cái thu nhập của nó. Không sao cả. Nó cũng chết rồi. Bây giờ thì chắc là qua lượt đã xem tình hình chúng nó muốn gì. Khu vực Trung Đông mình đang có hai quân đoàn đóng sẵn ở đấy rồi đúng không? Cộng với các quân đoàn đang tiến sang từ Ai Cập. Ok. Định đánh mỏ sắt của anh Điếp đấy à? Ôi ôi, nó tàn phá mỏ sắt mình. Nó tàn phá mỏ sắt của mình. Trời ơi.
Mình nghèo quá, không có tiền để nuôi làm quân đâu. Đáng cao, kiểu úi giời ơi, định ám sát tướng Anh, bị tướng Anh phản đam nên chết luôn. Mày hả bưởi. Cái gì đây? Nó tiến xuống khu mỏ vàng của mình ở đâu dưới này? À, chỗ này thì nó không đánh được. Chỗ này có một hẳn một cái tháp canh luôn kìa. Đây rồi. Chúng ta đã kiểm soát được Constantinople và Đông Nam Á đã mất chính thức mất thủ đô. Rồi. Nó kéo quân sang phía bên này để nó phòng thủ à? Nó. Mày ngon thì mày cứ chiếm lại hai cái tỉnh đấy đi. Để cho mày chiếm luôn. Tí nữa tao chiếm lại. Giải quyết xong mình sẽ tiến thêm hai quân đoàn nữa xuống theo hướng của Constantinople. Mình nghĩ là thì một quân đoàn nữa chắc là đủ. Hai là mình không cần thiết. Hai quân đoàn có lẽ là hơi nhiều. Sassanid à? Chính xác. Xong. Rồi. Thằng Long Be đã bắt đầu vây thằng quân Ly Khai Đông La Mã, quân Ly Khai La Mã rồi. Tốt. Còn bây giờ thì quân đoàn này giải phóng Jerusalem cho anh. Chỗ này có mỏ kim cương giàu vãi luôn, chiếm lấy. Nó không có quân nội trú, có vài thằng thôi. Xong. Thằng em láo toét. Và chúng ta sẽ chiếm lại lãnh thổ. Ui dồi ôi. Kỵ binh ấy. Khu phức hợp kỵ binh đầy 4 này. Cứ để xem sao kìa. Lương thực. Sửa đã. Chuồng gia súc mình cứ sửa đã. Cả cá rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xây ở đây một cái đồn gác và một cái công trình vệ sinh. Thế là ổn. Ôi tướng này của mình mạnh vãi trưởng ấy chứ nhỉ. Nó búp cho quân đội áp phết này. Đây. Thêm một tướng quân nữa. Hai quân đoàn đang tiến sang. Không những hai mà ba quân đoàn luôn. Tỉnh này chị A đang lên rồi. Tỉnh này vẫn chưa ổn. Hai thằng đứng vẫn chưa ổn rồi. Tỉnh này cho ở đây. Cho thằng này xuống đây nó khấn ở cái tỉnh này. My wits and words are yours. Rồi ok. Mọi thứ ổn đấy. Ready for orders. Moving out. Fleet reporting. Your orders. Sửa lại phát ra. Xây ở đây một cái đồn gác là đẹp. Được rồi. Mình biết phải xây cái gì rồi.
nó kéo một hạm đội xuống đây à? Úi giời, một thằng một thuyền thế này thì làm ăn gì? Ồ, quân của nó đang bị chết đói trong nhà. Fleet reporting. Your orders. Steady as we go. Cướp bóc vùng biển này cho nó chết hẳn luôn. Ready for orders. Take what you can, boys. Nó cũng chả có quân nữa rồi. Phá mỏ sắt của anh à? Ready for orders. Mày đánh thế là đủ rồi đấy. And honor. Chạy. Chạy đi đâu? Advance. Hear us, Lord. Chạy đi đâu? Thằng đấy thì cứ cho chạy, thằng này phải diệt. Make haste, men. Còn mấy cái thằng tàn quân mà láo này, nó còn chỉ còn vài thằng tàn quân thôi do bị cướp thành của mình. Rồi, giải quyết. Xê bi này, cái tội dám láo với anh này. Rồi, còn quân đoàn trên kia, đây anh giải quyết lốt. Thằng kia chạy được rồi. Commander, we hunger for battle. Đây à? Chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Ready for orders. We hunger for battle. Có quân đoàn nào đóng chỗ này không nhỉ? À, hay quá, đây rồi. Xuống đây. Về đây mua quân tiếp. Quân đoàn này sẽ được cử xuống khu vực này. Chuẩn bị cho trận chiến ở dưới này đã. Mấy thằng này mình bảo nó đi đánh nhau mà nó không đánh nhau nhỉ? Rồi. Đứng lưu rú ở nhà làm cái gì đấy? Chiến tranh với đế quốc Đông Nam Á tăng điểm ngoại giao luôn. Này thì không tăng không giảm. You are welcome. But that welcome can become a farewell. Vâng, chiến tranh mình mà nó không tăng không giảm. Chiến tranh mà lại còn cải tiến được nữa. Suy Đông Nam Á à? Đông Nam Á đốt hết nhà luôn. Thằng này thành dân di cư rồi. Sasanid. Có nên chiếm tỉnh này không nhỉ? Hay là mình sẽ đốt tiếp? Ready for orders. Chạy
Chẳng mấy khi săn được đến Trung Đông thì ở bên này một tí nữa chứ nhỉ. Tội gì. Nhà thờ rồi này, công trình vệ sinh dịch tễ này. Cái này à, xây cái đồn gác lên nhỉ. Mình đóng cái quân ở đây thì mình cắt đứt tuyến đường của thằng Đông Nam Á sang khu vực phía phía Bắc này. Ờ đúng rồi. Đây thì thằng đệ mình nó đóng rồi. Commander. At once. Quân đấy. Thằng nào ngon cái việc vào đây. Dù Đông Nam Á đang phải kéo quân ra đây à? Kịp hay không? Sau khi các quân đoàn của anh đã tiến đến tận đây rồi. Tỉnh này thiếu lương thực. Cũng không thiếu lắm nhưng mà cũng lên bổ sung thêm. Lần sau có thêm thằng này bút nữa thì chắc là êm. Tiến sang Trung Đông cho anh. Rồi. Thế của mình cũng đang hồi phục dần. Hết quân. Ready for orders. Chạy hẳn bước dài cho nó nhanh. Rồi. Ready for orders. Quân đoàn này mua quân nữa nhỉ. Ta nghèo quá chưa mua được. Còn hơn 200.000 đấy nhưng mà nghèo quá. Commander. Ready for orders. Thống đốc. Có cái nào nó tăng mắc của chị An rồi. Tỉnh này như thế này rồi còn lo gì nữa. Tỉnh này bị trừ 4 này. Được không sao. Chỉ 3. Tăng cái này lên. Nó tăng trị an. Vãi nhỉ. Cái này vừa tăng lương thực vừa tăng trị an. Xây cái đập nước. Trừ 70 lương thực. Vãi cả trường lương thực. Trường gì mà kinh thế. Tiêu thụ 40 lương thực. Công trình này hay nhỉ. Tiếc là mình không xây được. Mình cải nó sang cái này thì mình lại bị trừ trị an. Kinh quá. Cứ để ra cái này cũng được. Mình tiết tiền. Vùng này xây cái đập nước á. Lương thực thì ổn. Vùng này chị ăn tốt, lương thực đủ. Lâm hai cái này thì phải có lương thực lên không là lại âm. Rồi. Lần này là ok nhất.
gần như mình không phải động gì đến nó. Mấy lượt nữa là chúng nó chết đói. 3 lượt nữa là chúng nó chết đói à? Nó cứ vây đã để có mấy cái tháp cảnh. Ôi nó có rìu, nhiều lính rìu lắm. Let them cower like kennel dogs. Your orders. Cho nó chừa, dám khiêu chiến với mình. The Lord tells us that we should offer you. Sẽ không có hòa bình đâu. Tội láo. Anh nói rồi, chỉ có hai sự lựa chọn cho các ngươi. Một là hòa, một là cúi đầu. Hai là sẽ trở thành kẻ thù của La Mã. Nó làm gì ấy nhỉ? Ồ. Cái thành Constantinople thì mình chưa biết nên làm gì đấy. Mình đã kiểm soát được cái... À. Đông La Mã kéo quân xuống đây à? Chiếm thì chiếm đi. Mày cứ hành hạ cái tỉnh này của anh là như nào ấy? Các quân đoàn đã tiến từ Ai Cập sang sẽ giải quyết mày. Thằng đệ mình nó ra đây nó xử thằng Sasanit rồi. Hay quá. Chiến tranh Đông La Mã. Đông La Mã trận trước đã được một bài học rồi. Trận này thì chắc là... Úi giời. Anh và Pháp đứng về phe của mình. Anh, Pháp, Đức đứng về phe của mình. Thằng Long Be tạm có thể gọi là Đức cũng được. Nó làm trên vùng đất của thằng Đức này. Chính xác là liên minh Anh, Pháp, Đức, Ý. Mình là Ý mà. Anh, Pháp, Đức, Ý chống lại phương Đông. Thằng này tự sát đi. Đứng ở đây làm gì? Ai cho mày đứng đây? Rồi. Would that I were as swift as the angels. Commander, ready for orders. Cho nó ân hệ cuối cùng. Các quân đoàn La Mã đang tiến xuống. Make haste, men. Commander. What do you wish of me? Đâu nhỉ? Thế tu mình đang kéo xuống đâu nhỉ? Ở đây. Đây rồi. Sinh ở vùng này cao thế nhỉ, nhưng mà sinh nhiều cũng chỉ đang thiếu lương thực. Trừ chủ yếu trừ chị An do thiếu lương thực. Đến mùa đông rồi, mình vây nó thì mình cũng mất quân. Hai lượt nữa nó sẽ bị mất quân. Kệ chứ nhỉ, quân của mình mất ít hơn nó. Xe phá thành, hạng nặng. Yeah.
laying siege to the settlement. At your command. Tới đây à? Đánh luôn. Laying siege to the settlement. Xem nào. Ready for orders. Bị mấy thằng đệ mình nó cướp bóc à? Commander. À, tuyển là lính à? Cái gì đây? Nhà thờ à? Xong rồi, con tỉnh này để sau giải quyết lốt. Nhà thờ Latin, thằng này nó chuyển sang đạo của mình. Thế mà lại dám quẩy với anh. Mày chán sống thật. Ồ rồi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng rồi. Hay quá, Long Bay chiếm được đây rồi. Quân Ly Khai đã ở bên này. Long Bè chiếm được một thành nữa. Úi giời ơi, sướng phải biết. Ô, mà mấy thằng Long Bè này nó đã có nhà quân sĩ đâu nhỉ? Khu phức hợp kỵ binh. Long Bè thì nó không mạnh với kỵ binh lắm. Quality cavalry. Cái chuồng dê. Trại thủ lĩnh này mà nó lên cấp cuối này nó sẽ có cái bọn bọn rìu chém bọn Godan nhỉ. Không biết mình đã tuyển được Godan chưa. Ôi giời, bọn này giặt dẹo rồi. Thằng này bị đánh cho giặt dẹo rồi. Không cần mình phải tiếp tay nữa. Đến đây thì phòng thủ đã tỉnh này á. Đuổi gì mà nó dám chiếm. Nhà thờ này. Công trình này là công trình gì nhỉ? À, nhà xe bắn đá. Không cần. Ready for orders. Thêm một quân đoàn nữa xuống đến đây. Quân đoàn này. We hunger for battle. Ready for orders. My wits and words are yours. Xử lý xong thằng này thì đây có hai quân đoàn xong rồi. Thằng Đông La Mã sắp phải đón nhận một trận chiến từ rất nhiều hướng. We hunger for battle. Ready for orders. Tỉnh này à. Có mỏ kim cương. Chúng ta sẽ xây mỏ kim cương vào công trình vệ sinh dịch tễ. We hunger for battle. Ngồi đầy quân rồi. Bánh thẳng ở đây cho anh. Thằng này vào đây gác. Còn một thằng nữa đâu nhỉ? Trời ơi. Ba quân đoàn tiến sang đây. Anh này có quân phòng thủ không? Không có à?
Không có quân phòng thủ à? Kiểm soát Jerusalem cho anh. We hunger for battle. Mày chừa nhá, láo với anh. Tỉnh này à? Cái này tiêu điều. Khu phức hợp ở phía nam này. Vùng này chưa chị ăn được kìa. Lương thực đi đủ rồi mà. Thằng này nó đang có thằng này đóng quân mà nó còn âm như này. Giữ đi chỉ 10. Làm sao tăng được lên. Ready for battle. On the move. Tỉnh này ổn quá. À, tướng này bậc thầy về phòng thủ này. Học cho về kỵ binh hả? Thằng này quân vô ra cửa. Chiếm lại lấy một vùng đất nào đấy mà ở đây. Commander. Let them cower like kennel dogs. Get the stakes up. Đề nghị thằng này phát ạ. Tấn công cái thằng này cho anh. Cũng tỉnh của nó đấy. Đúng rồi. Thằng này hết quân rồi. Chạy. Would that I were as swift as the angels. Lại rút về đây. Thủ đã, thủ đã. Thủ đã. Chờ các lực lượng tiếp viện đến. Phương Bắc đang đến. Đấy, còn cái tỉnh thì mình còn chưa xây gì. Cả cá rồi. Trừ 40 lương thực. Nó còn một cái làng trên này. Không cần khôi phục xa quá. Có điều kiện khôi phục sau. Giờ chúng ta ổn định đây đã. Để xem thằng em Đông Nam Mã này. Phong tỏa cảng này đã. Phong tỏa cảng nó đã. Set up a blockade. Ổn quá. Vùng này nào, thêm một thằng này bút nữa mà vẫn không ăn thua à? Tụt chị An à, quái gì.
cũng 8, 3 lượt nữa. Được. Sẽ dương. Chín nghìn. Mình còn có âm ở 9.000 thôi. Điền em dương trở lại à? Tỉnh này chưa phát triển lên được. Chưa phát triển lên để xây được cái gì cả. Cái này rồi. Thống đốc. Tỉnh này ngon ghê nhỉ, phát triển mạnh đấy. Chín ngàn lương thực tận 1.200. Công nhận là mình làm cái mình đi tô màu cũng giỏi phết đấy chứ nhỉ. Đâu đến nỗi kém lắm đâu. Thằng này tự sát à? Đám hero của nó. Còn quân đâu? Phá nhà mình à? Ai rồi giết cha đạo mình. Cử hạm đội ra. Cử ra thì tới chạy. Cử ra tới chạy. Our voyage is done. À, đang thiếu lương thực trầm trọng rồi. Thằng em Đông La Mã của mình đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Còn thấy đầu lâu ở trên người rồi. Cuộc chiến vì danh dự à? Cả quân ly khai, quân chết gần hết rồi, nó có dám đánh được ai đâu. Ai xà, mất nhiều quân ghê nhỉ. Từ á. Nhả phát á. Hồi quân á. Chờ thời tiết tốt á. Quánh nhau kiểu này hao quân lắm. Quân
Quân đoàn này ổn rồi. Đang định để quân ở đây à cu? Laying siege to the settlement. At your command. To victory. Your next command. To battle. Xong phi. Còn thành cuối cùng kia để đấy. We hunger for battle. Mình thích vây đánh một trận nó hay hay nhưng mà xem chừng cũng hơi khó. Sửa này. Công trình này thì mình không dùng. Cái nhà thờ thì để lại. Công trình này hủy lốt. Trừ 6 chị em do thiếu lương thực, sự tàn phá. Tỉnh này bất ổn ghê nhỉ. At your command. To your duties, men. Chắc là chưa giúp quân được. Tỉnh này nó có ổn định gì đâu. Ready for battle. Ăn được. Ăn được. Fleet reporting. Trong hai hạm đội này thì có lẽ mình xem chọn một hạm đội nào ít hơn. Đây à? Hạm đội này đang vây nó đúng không? Thằng vua của nó chạy trốn ra đây này. Giết thằng vua nó đã. Nó không dám xuống đâu. Commander. Quá quỷ. Nhà thờ, phủ thống đốc, đặt nước. Ghê lắm, khôi phục cái tỉnh này lên bắt chết giờ. Bây giờ thì à... khôi phục lên bắt thì phải có ngay một thằng đứng ở đây gác cùng. Không là nó quánh vào đây là chết. Tăng một điểm vào kỵ binh. Một điểm vào đây. Cái này thì rất mạnh rồi. Đây. Đi đây. Hôm nay có thể xây cái nhà thờ. Đây là trung tâm của tôn giáo thế giới đây. Đạo Hồi, Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo đang đánh nhau vỡ đầu chỉ vì cái vùng này. Thằng nào cũng nhận đây là cái gì? Kinh đô lịch sử của mình. Chị An cộng 11. Lâng cái mỏ vàng ấy, kiếm chút tiền nhỉ.
nâng cái mỏ vàng lên kiếm chút tiền. Còn cái vùng nào mà chị A chưa tốt nhỉ? Vùng này không sợ, sắp tăng rồi. Ổn đấy, còn âm 4.000 thôi, cải tạo khá tốt. Thằng này bị quay rồi, không đánh được đi đâu. Mình còn lo mỗi khu này. Nó có quân đồn trú đây chưa nhỉ? Chờ thời tiết tốt lên mình phải sang mình khử nó chứ. Chiếm nốt cái thành này nữa thì coi như là bờ bắc là xong. Vùng này à, chị An tăng là 50 lương thực, nâng tiếp cái này lên nữa, 8 luôn. Ủa đoàn kết nhiệt huyết. Cho nó vào quân đoàn này. Này làm sao mà tăng lên được. Trừ 8 điểm chết mình. Vãi là trừ. Trừ lắm thế. Chắc phải lượt vài lượt nữa. Rút đi được. Thằng này thì phát triển gì luôn. Không sợ. Tỉnh này của mình thì không thằng nào dám vào. À chạy, chả hiểu nó vây làm gì mà mình đuổi đánh phát lại chạy nhỉ. Anh chả ra ngoài đánh nó là bọn kỵ binh nó đùa lùa nhưng mệt phết đấy, thôi để hồi ít quân đã. Đu đốc Long Be rồi, tiến quân xuống tiếp. À, bỏ thành to chạy à, xuống đây cướp thành của anh à. Ôi giời ơi, tôi tưởng mày nghĩ là ra cái trò gì. Thế thì mày nghèo đấy bạn. Anh khử mày luôn. Cướp cái làng cùi này của anh để làm cái gì? Nó không cướp à? Nó khôi phục một thằng chi hầu lên à? Mình thích một cái cuộc chiến với thằng Đông La Mã. We demand only a... Chả có hòa bình gì mày ấy. Sao đốt luôn nhà mày luôn. Thằng Đông La Mã đang thiếu lương thực trầm trọng. Ha ha. Thiếu lương thực.
Toàn có đầu lâu trên đầu. I dislike begging, but we require money. Thẩm quyền. Surely you can help your good friend. Nó bảo dàn xếp hôn nhân. 46 tuổi mà lấy 17 tuổi á? Làm mày thế nào ấy? Ê, khác gì lái máy bay. Much blood has been spilt. I suggest that we agree terms to staunch the flow on both sides. Giờ không có bù nhìn với nhau gì hết. Giết luôn không phải hỏi. Rồi thời tiết tốt rồi. Định ám sát thầy tu này của mình nhưng mà bị thầy tu của mình phản đàn chết luôn này. Đâu à? Khử cả hai thầy trò đó luôn. Chiếm thành của anh ngon thế. Đây là ai? None will escape. We take this settlement. Bộ binh của nó chạy đi rồi. Let them cower like kennel dogs. Mình bây giờ phải sửa nâng cấp nhà thờ đi. Cái này công trình này là công trình gì? Nó chạy quân đoàn đi rồi thì nó làm gì còn quân nữa nhỉ? Vào tu cho nó nhanh. Chả mấy khi hai quân đoàn, hai hạm đội. Mình cũng có đánh được gần đấy quân trong một trận đâu. Nó rút quân đoàn chủ lực xuống dưới kia, nó bỏ chạy rồi, mình nhả ra phát nó chạy luôn. Mất mấy cái thuyền này. Commander. Nó chính thức thành dân di cư rồi. Nó lại trở thành dân du rách canh du cư rồi. Fleet reporting. Making for port. Yes. For honor and glory. Keep a weather eye open, men. Chúng ta đã kiểm soát lại được vùng này rồi. Nhưng thực thì giã xuống để chúng ta xây dựng cả nhà thờ là tốt. Sửa. Phá. Phá. Đó. Phá. Xây công trình vệ sinh dịch tễ đó. Lâm ruộng lên. Nơi rửa tội. At
Còn quân đoàn duy nhất này, thằng vua thì đây rồi. Đề nghị bọn anh và bọn sứ côn giết thằng vua đó. Truy sát cho anh, xem là nó còn thằng nào. Thôi là cải tiến mới đâu, nhưng chiến tranh lại còn cải tiến. Xếp hạng sức mạnh 1, mức độ tin cậy kiên định, vương quyền kinh hoàng. Ủa rồi. Bốn ngàn. Mỗi lượt mình vẫn đang bị âm mất 4.000. Ôi vùng này ổn này, rồi cần gì phải lâng nhà thờ cao nhỉ? Lâng ruộng lên này, lâng cái này lên này. Để có thêm tiền này. Chị an tốt thì việc gì phải lo với cái đấy. Thời tiết tốt chứ nhỉ? Không có quân đồn chú à? Hay quá. Không có quân đồn chú. Bọn chúng nó bỏ quân đi đâu hết rồi nhỉ? Đóng hai quân đoàn đây này xong rồi. Một quân đoàn đóng ở Constantinople, một quân đoàn đóng đây thì nó không dám công mình rồi. Thế là bờ Bắc đã xong. We hunger for battle. Hạm đội vào đây nghỉ luôn. Docking. Sửa lại đã. Chuyển nó thành nhà thờ của mình nhá. Bờ Bắc xong rồi. Mình thích tiến sang bờ Nam, lúc nào mình tiến. Đây nó chỉ có hai đô đốc, nó không có lục quân à? Ở thành này. Ôi, giáp biển lắm. Chỗ này mà muốn đánh thì mình phải... Đợt sau là êm. Đợt sau chuyển sang cái này là êm. Your orders. Ready for battle. We hunger for battle. Tiến quân như vũ bão. Ô, thằng Đông La Mã quân đi đâu hết nhỉ? Thành to của nó đây. Tỉnh này nó bị chỗ này chúng ta phải xây cái công trình vệ sinh dịch tễ đầu tiên thôi. Chỗ này là mỏ kim cương này. Ở bên này mình có xây mỏ kim cương nhỉ? Mình có mỏ kim cương đây mà. Có. Được không xây. Giờ. Đã có mỏ kim cương. Hai mỏ kim cương. Khu thuốc nhựa. Đây mình có khu thuốc nhựa. Tỉnh này thì quá tuyệt vời, nên chị An tốt, lương thực cũng tốt. Tỉnh này chỉ bốn mấy lượt nữa là êm. Gặp gỡ phê phái Spanakia. Tổng hiện tại chúng ta đã tiêu diệt được 39 phê phái rồi. Có nghĩa là mình tiêu diệt tốt thằng tiêu diệt tốt thằng một thằng nữa là xong rồi. À, đánh chiến đến phe cuối cùng. We hunger for battle.
Any man who drops out is left behind. Sĩ khí cái đấu với các đội quân man gì? Rồi cộng vào đây đi. Rồi còn duy nhất một thằng nữa thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại phải chiếm được, bị mất mất thằng Đông La Mã, phải kiểm soát được 140 thì mới có 121, còn 19 thành nữa. Thực ra 19 thành thì không khó lắm đâu, mình làm đơn giản. Thằng khỉ ấy, mày thích chết à? Vây mình. Leave none alive. Tàn quân. Xong. Nhiễu. Would that I were as swift as the angels. Rồi, để anh hồi ít quân đã xong, anh sang xử thằng Đông La Mã đây. Nó cùng tỉnh mình. 39 phe phái. Còn một phe nữa. Sassanid đang hồi dậy này. Commander, at your command. Liệu mình có tiến quá nhanh không nhỉ? Khu vực này thì mình tiến như thế này là ổn rồi. Phía dưới này, chờ mỗi cái vùng này nó ổn lên một tí mà chưa ổn được. Rút ra phát là chị An tụt ngay. Nên giờ mất hai lượt nữa để nâng cấp được nhà thờ và khu phức hợp. Đứng quân lên. À, chiếm đi. Cướp à? Quả này giết lốt thằng Sony. Đưa lốt các quân đoàn xuống đây, xử lốt thằng này. Hình như là nó còn thằng tướng, thằng vua đứng lông nhông ngoài biển đấy, đúng không? Ở đây. Ôi, có một thuyền, một tướng thế này thì làm cái gì? Nhưng mà nó cứ chạy, nó mình đuổi nó kiểu này cũng mệt đấy nhỉ? Nó cứ chạy đầu nó tàn phá hết đất của mình này, mệt. Ai rồi, Đông La Mã đang cử quân ra đây rồi. We find our coffers temporarily empty. Con dám ngan dài 47 tuổi, còn trai xấu này mà bảo anh phải cưới, anh không lấy đâu. Cho không không đắt. Cho không anh còn chưa đắt, mày còn bảo anh phải trả tiền để lấy cái con của nợ ấy. Rồi. Phải mới được khôi phục. Cái thằng này cũng là một nước tách ra từ La Mã này, giống như thằng Sứ Gôn với thằng Britain. Thực ra mình cũng có thể khôi phục nó lên được, nhưng mình chả thích giờ này. Mệt lắm, chị hầu chị hoèo mệt. Quân ly khai La Mã. Thằng quân ly khai đã tiến ra tận đây rồi. Quy định tôi bị quốc phá. Phe phá bị hủy diệt. Cô dâu có xứng đáng. À đấy. Ôi dồi ôi, 52 tuổi. Ôi, sao bọn này cái gì đấy? 52 tuổi với nhau cả này. Thôi được rồi, cho nó lấy nhau kiểu này. Cuối đời rồi. Mày. March. Tỉnh này đang thiếu lương thực. We hunger for battle. I don't care how tired you are.
Commander? Commander? Ready for orders. Quân đoàn này có xạ kỹ nhỉ? Chạy đây trước. Hạng này đóng đây thì ổn rồi. Sửa lại không hay thôi. Thiếu lương thực tí xíu. Xây ruộng đã, cái này xây mỏ vàng là đẹp. Rồi ok, mọi thứ ổn rồi. Âm còn có 1.000 thôi à? Âm 1.900 thôi. Nhưng mà tiền của mình cũng gần hết rồi. Rồi tỉnh này bắt đầu ổn định trở lại rồi. Dân chúng thờ ơ rồi, ổn định này rồi. Bị tàn phá mất mấy lượt. Ấy, phải như tỉnh này chị An cao rực rỡ này. Tỉnh này cũng đang tăng lại rồi, 94. Có vớt lại cái nhà thờ kia là ổn đúng không? Lên nhà thờ chỉ tốn tiền duy trì thôi, nhưng mà không bị tăng lương thực. Ổn. Mẹ thằng này nó cướp bóc đất mình đấy. Đến đây lúc nữa chết hết quân. Có bao nhiêu tỉnh theo văn hóa mình rồi nhỉ? 34 tỉnh rồi. 121 khu định cư. Ha ha ha. Ta thiếu lương thực khá trầm trọng mà không có một công trình nào tăng được lương thực đáng kể. Commander. At your command. Tấn công. Besieging the settlement. À, lại có tường thành à? Có tường thành. Lười đánh nhau thế nhỉ? Quần đông phết đấy. We take this settlement. Ready for orders. Commander. Một lượt nữa. Một lượt nữa là em. Lãnh thổ của Đông Nam Mã đang bị xé vụn. Không xây được cái đồn gác ở thành thủ phủ này à? Commander. Đúng rồi, không xây được. Cái này cho nhiều tiền nhưng mà nguy hiểm lắm. Ready for orders. Dưới này không còn tỉnh nào nữa. Chiếm đốt cái vùng này. Your next command. Rồi. Commander. Tô màu bản đồ cũng là một điều thú vị.
Ôi chết rồi, quả này âm lưng thôi còn trừ 51 luôn. Nhà tôn giáo à? Đây có ai? Công trình vệ sinh à? Nhà tắm công cộng. Tưởng công trình này mình có thể co vớt được chứ nhỉ? Dân chúng thờ ơ là không sao rồi. Có cần phải nên kiểm soát nốt khu vực này không nhỉ? Hãy để cho thằng đệ, thằng đồng minh nhà nó giải quyết. Welcome, friend. Welcome. Tại sao mình chiến tranh với nó vậy vẫn cải tiến được nhỉ? Speak your speech so that I may go to the bar. Thằng này cũng vậy. Him ya. Chiến tranh nhưng vẫn còn tăng trưởng được. Hai nghìn. La Mã ơi là La Mã. Ây da. Riêng cái thằng Suy Bi này mình phải tàn sát đến thằng lính cuối cùng nó luôn. Cái đốt phá nhà của anh hơi nhiều vậy. Thằng Đông La Mã này nó cũng không thấy nó đi lên nó chống đỡ mình nhỉ? Bị mình đánh cho te tua thế mà nó không kéo quân lên để mà phòng thủ à? Britain đang cử quân xuống đánh. Suebi vốn gốc là của dân du mục mà bây giờ cũng lại trở thành dân du mục. Úi giời ơi, xí vô. Ha 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 ha. Sasanit được hình thành rồi. Sasanit đánh nhau với Đông La Mã chán rồi bây giờ chuyển sang sang đây à? Ba mươi chín phe phái đang muốn khôi phục cái thằng Sasanit nhưng mà không được ấy. Phá xong tỉnh này của anh xong mày đi mày làm loạn đâu tiếp đây. Trừ 41 lương thực của mình. Ồ. Commander. Tàn phá rồi. Ready for orders.
Make haste, men. Ready for battle. Wipe them out. March until your feet bleed, then march some more. Nếu nó đánh vào đấy thì nó hết đường chạy à? Không được. Bốn đội dìu rất nguy hiểm. Ready for battle. I will teach them to fear us. Commander. Another lost soul for Lucifer. À, tiền của mình dương rồi. Chị An cũng bắt đầu lên rồi. Vùng này đang bị trừ lương thực và bị cướp phá. Basia tụt. Italia trừ 2. Quái nhỉ. Italia đúng ra nó phải dương. Hủy cái công trình này đi. Khó nhỉ. Dương 6 à? Rút tạm sang bên này không? Trừ 5 luôn. Tăng tạm tỉ này lên tí nữa. Cộng 0 cho sang đây. Trừ 4. Cho nó êm. At your command. Xong. Mạch vàng. Vùng này chị ăn ngon rồi. Xây nhà thờ, xây ruộng, xây ruộng. Ready for battle. Đợt sau công ở đây. Quân đoàn này hồi chưa? Hồi đầy đủ rồi. Nó có dám tiến ra đây không nhỉ? Quánh ở đây một phát là đã hết tiến luôn đúng không? Besieging the settlement. Không có một đơn vị quân nào đây à? Không có đơn vị quân nào đây à? Không có đơn vị quân nào đây à? Thằng La Mã này nó tiến quân đi đâu nhỉ? Thằng em của mình là tiến quân đi đâu nhỉ? Nó không phòng thủ ở đây nhỉ? Tiến lên đây đã. Lâng cái nhà thờ lên. Hai cái tỉnh này đang bị tụt ác quá. Trừ 1.
bớt xuống này. Thành cao chả đi làm gì. Tất cả kẻ thù mình nó cũng thân với mình, vãi trưởng lại còn tăng điểm. Thế là thế quái nào. Bọn này hay nhỉ, kẻ thù cũng tăng trưởng, chịu chết. Đế quốc Đông La Mã thậm chí còn tăng từ 2 lên 220. Come then, speak. The people will consider what I hear, but you must speak without delay. Lãnh thổ Đông La Mã nát rồi. Cái quái nào nhỉ, thằng này mình bảo nó chiếm cái vùng này đi mà nó không chịu sang nó chiếm. Nó không chiếm thì cho hai quân đoàn của mình tiến lên sang phía bên này. Hai con đoàn này bắc tiến luôn. Xây công trình vệ sinh dịch tễ này. Xây cái ruộng ở đây đã, để có lương thực. Không phải hết lương thực ăn đâu. At your command. Tỏa cái tỉnh này có quân đâu. Thế mà không vào chiếm. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi tiếp các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.